Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với một video, một topic rất là hay ngày hôm nay, đó là 10 từ vựng mà người Việt rất dễ phát âm sai. Tại sao? Vì trong quá trình mà tưởng tự học tiếng Anh hoặc là mình tiếp xúc với những người đã và đang học tiếng Anh hoặc là học trò của mình thì một cách vô tình bản năng thì họ hay đọc sai những từ vựng này. Khi mà nhìn vô một đằng nhưng mà tra từ, tra phát âm lại là một nẻo. Lấy ví dụ từ đầu tiên có một món ăn mà tưởng rất là thích, đó là món pizza, đúng không? Các bạn cũng rất là thích đúng không? Thì cái từ nó viết như thế này các bạn, P-I-Z-Z-A. Nhìn vào chúng ta sẽ đọc là sao các bạn? Pizza, pizza, pizza. Không phải như vậy, mà tra phát âm chúng ta sẽ đọc là pizza, pizza. Âm P và âm ở giữa là âm S, đọc là pizza, pizza. I love pizza. Tôi yêu pizza, ok? Do you like pizza? Bạn thích ăn pizza không? Chúng ta đọc là pizza, pizza, không đọc pizza ha. Ok, nhớ nha, thay đổi, nhớ cho địa điểm từ đó. Từ thứ hai mà chúng ta sẽ học đó là một từ như sau, đó là chaos. Chaos nó là danh từ, có nghĩa là sự lộn xộn, hỗn độn. Mình không đọc là chaos, cũng không đọc là chaos. Hồi mới đầu nhìn vào thì tôi sẽ đọc là chaos hoặc là chaos, đúng không các bạn? Không, sẽ là chaos ha. K-A-O-S, những âm một, chaos, chaos. Ok, lấy ví dụ, the house was in the chaos after the party. Căn nhà rất là trong tình trạng lộn xộn sau bữa tiệc ha. Was in the chaos, đọc nó là was in the chaos. Đấy, cô nhà rất là lộn xộn sau bữa tiệc, đọc là chaos, chaos. Không đọc là chase hoặc là chaos, ok ha. Từ thứ ba đó là queue. Từ này có hai nghĩa, danh từ hoặc động từ. Danh từ có nghĩa là cái hàng người ta đang xếp để mà mua cái gì đó. Động từ có nghĩa là xếp hàng để đợi lấy hoặc mua cái gì đó. Mà chúng ta đọc là queue. Chính như không phải đọc là where hoặc là will hoặc là we gì đó. Ok, đọc là queue, 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 xếp hàng. Ok ha. They are queuing up for the tickets. Họ đang xếp hàng để mua vé. Ok ha. Hoặc là cái gì các bạn? Is this the queue for the bus? Is this the queue for the bus? Đây có phải là cái hàng xếp để mà mua, để mà gặp xe buýt hay không? Rồi, đó là từ đó hả mẹ ạ? Queue, không đọc là will hoặc là where. Nhớ nha, where or where. Hoặc là queue, queue, queue. Danh từ hoặc động từ. Từ thứ tư, có một từ rất dễ sai, đó là từ này các bạn, không đọc là recipe ha. Đọc là recipe, recipe. Re, nghe một s, p, âm ơ gì đó. Không đọc là recipe, recipe. Đọc là recipe, recipe. Recipe, âm R cầm miệng lên. Recipe, recipe. Ví dụ mình có gì? Công thức nấu ăn gì các bạn? Cooking recipe. Sách về công thức là gì các bạn? Recipe books. Hoặc là gì các bạn? Đây có phải là công thức để thành công hay không? What is your recipe for success? Công thức thành công của bạn là gì? Recipe, recipe. Nhớ nha. Ok. Và hãy tra từ điển, hãy nghe lại từ điển thật là kỹ để mà tránh trường hợp phạm sai. Từ thứ năm, đây là một từ cực kỳ phổ biến mà chúng ta đã gặp rất là lâu rồi các bạn ơi, và hầu hết là mọi người đã phát âm sai khi mình còn là một học sinh, bởi vì vô tình nghe sai chúng ta không tra từ điển kỹ. Chúng ta có thể đọc là vegetable, 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 bla bla bla. Không đúng, mà cách đọc đúng thì chúng ta tra từ điển đó là vegetable, 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 rau củ quả nói chung. Và từ này có thể thêm số nhiều vào ở s ở cuối là vegetables, vegetables. Ví dụ mình có rau củ quả, củ loại rau quả củ đó là root vegetable, for example, carrots là rau củ quả mà dạng củ như hay như vậy. Hoặc mình có gì các bạn, green vegetable, loại dạng như là cabbage, là dạng lá như hay như vậy ha. Đọc đúng là vegetable, vegetable, không phải là vegetable, nhớ nha. Từ thứ 6 các bạn, một món ăn rất là ngon mà vài mọi người là tình nhân Valentine mà nam nữ hay tặng cho nhau, đó là giống gì các bạn? Đúng rồi, đọc lên, đó là chocolate tiếng Việt, đúng không? Và khi mình nhìn vào cái chữ tiếng Anh này, chúng ta đọc là gì các bạn? Chocolate, chocolate, chocolate. Không phải ha, chúng ta sẽ tra từ điển, chúng ta sẽ thấy là chocolate, 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 chocolate. Ok ha, chocolate, ok. Và mình có ví dụ, mình có là a chocolate carpet, là một cái thảm màu sô-cô-la. Hoặc là a chocolate biscuit, là một bánh quy sô-cô-la. Không đọc là chocolate, gọi là chocolate, chocolate. Từ số 7, ở đây ai yêu thích âm nhạc và ai là người hay hát đâu? Đúng rồi, và khi chúng ta hay hát chúng ta hay sắm cái dàn gì các bạn? Karaoke đúng không? Đúng rồi, cái từ này là một cái từ mà chúng ta sẽ đọc sao các bạn? Karaoke,
karaoke, không phải. Đọc đúng tiếng Anh là karaoke, karaoke, karaoke. Nhấn âm ba là karaoke, okay. Nhớ bạn ha, không học là karaoke, 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 không phải như vậy ha. Karaoke, karaoke. Và mình có máy hát karaoke là gì các bạn? Karaoke machine. Nhớ bạn ha. Một cái quán chuyên hát karaoke là gì? Karaoke bar. Number 8, số 8 các bạn. Cái từ đảo tiếng Anh là viết nó có chữ S ở dưới đúng không? Island. Có chữ S ở giữa. Nhưng mà chúng ta nhìn vào vô thức chúng ta sẽ học là gì bạn? Iceland. Đó là sai nha. Island sai rồi nhớ không? Mình sẽ không có chữ S ở đó. Bỏ đi ha, bởi vì trai phạm sẽ không có chữ S. Đọc là Island. 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 Lấy ví dụ đảo Phú Quốc mình đọc là Phú Quốc Island. Phú Quốc Island. Nếu có âm D ở cuối không? Island. Island. Hồi xưa rất nhiều bạn đọc là Phú Quốc Iceland là sai. Cho nên chúng ta nhớ là gặp từ mới ở phía trai từ điển sẽ có những từ rất là đặc biệt ha. Ok. Remote Island là những cái đảo hoang xa, hoang vu hoặc là xa xôi. Đó các bạn ha. Island. Island không phải là Iceland. Ok, nhớ nha, nhớ nha. Rồi, tốt lắm. Từ số 9 đó là một từ vựng mà cũng rất là phổ biến. Người nước ngoài các bạn sẽ đọc sao? Rất nhiều bạn sẽ đọc là foreigner. Foreigner. Foreigner không phải, đọc là foreigner. Foreigner. Nhấn âm một o ở giữa mà foreigner. I love to speak English to foreigners. Tôi thích nói tiếng Anh với những người nước ngoài. Foreigners. Foreigners. Và từ thứ 10 cuối cùng là một những từ cũng rất là phổ biến mà chúng ta sẽ không để ý, sẽ phạm sai, đó là đơn vị đo mét. Đây các bạn ha, M-E-T-E-R. Chúng ta sẽ đọc là gì bạn? Meter, phải không? Không phải, meter. Không phải luôn, đọc là meter. Anh Mỹ, meter, meter. Đó là âm Y nha, không phải là âm E bạn ha. Meter, meter. Nếu ví dụ, người ta sẽ hỏi mình là bạn cao bao nhiêu vậy? How tall are you? Tôi cao 1m75. Đó là I am 1.5 meters tall. Meters tall. Không được là meter tall, meter, 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 meter đều được ha. Anh Mỹ, âm T có thể biết là âm D hoặc là không tùy bạn. Đúng là meter, not matter. Rồi, như vậy tổng hợp lại chúng ta đã trải qua 10 từ vựng rất phổ biến nhưng rất dễ nhầm lẫn. Thì tự mong các bạn qua video này hãy check lại phát âm những từ vựng đó và đặt câu nó và hãy tập phát âm lại cho chính xác ha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Và nếu như bạn thấy video này hay, hữu ích thì hãy like, subscribe và theo dõi kênh của mình nha. Bye bye.